hiện nay các loại giống cỏ chăn nuôi vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, để có thể so sánh các loại cỏ trên thị trường hiện nay, thì giống cỏ Mobasagine được đánh giá là một loại giống cỏ cao cấp, được thí nghiệm trong đại trà từ nông thôn cho đến những công ty lớn rất lớn như là công ty TH Tramil, đơn vị chuyên sản xuất sữa và cung cấp các chế phẩm từ sữa bò hàng đầu Việt Nam. Cụ thể, tập đoàn TH Tramil sử dụng giống cỏ Mobasagine đưa vào mục đích chăn nuôi là một ví dụ. Giống cỏ Mobasagine không chỉ phóng đại là một loại giống cỏ tốt mà là rất tốt. Tốt không chỉ mặt dinh dưỡng mà nó còn tốt về mặt năng suất và giá trị. Mọi thông tin chi tiết về giống cỏ Mobasagine bạn có thể tìm hiểu dưới video này sẽ có từ A đến Z. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video hấp dẫn của chúng tôi hơn.